Kính thưa quý vị, và ngay sau đây để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe một liên khúc Mừng Chúa Giáng sinh vui tươi do các em thiếu nhi rất dễ thương trình bày diễn với sự dàn dựng của Đoan Trang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Tình tu lập thành, bây giờ con Chúa.